Hello, xin chào tất cả các bạn ha. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với cái game Silver Island. Nhiều bạn thích cái game này quá nên ok, mình sẽ tiếp tục chơi với cái game này ha. Tập trước là chúng ta đã giết được con lương điện. À, vẫn còn rất là nhiều nước. Hôm nay tập này mình sẽ lấy đồ đi qua đảo khác, kiểu như là xây nhà thôi. Với lại săn cá mập. Cái game này chủ yếu là sống xung quanh bọn cá mập thôi các bạn ơi. Mình không biết ở dưới đây còn cá mập không ha. Bây giờ là mấy giờ rồi? Bây giờ là 4 giờ rưỡi rồi. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi đi chuẩn bị một mớ cái này nè. Cái trụ này nè. Đó. Mình chuẩn bị cái này nhiều nhiều lên để mình đi qua chỗ đảo khác mình xây một cái nhà tròn ha. Cái này để này coi. Đấy, rất là đã luôn. Nhiều bạn thích game này quá nên mình không thể bỏ cái game này được. Nó cần rất là nhiều nền luôn á, tại vì mình sống ở trên đảo này nhiều quá cũng đôi khi cũng chán. Mình sẽ qua cái đảo khác mình xây nhà, kiểu như mình hôm nay tập này mình sẽ có ý tưởng là nếu chơi hết cái đảo nào đó thì mình sẽ chuyển qua đảo khác mình cứ xây nhà cho vui ha. Nếu mấy bạn thích thì mình vẫn cứ làm thôi. Ở đây thì hai con cá mập này, bình thường mấy con này là xuất hiện ở các vùng khác rất là nguy hiểm á các bạn. Nước thôi, uống miếng nước cái đi. 1 2 1 2 3. Ok. Ôi cái này ra trái rồi nè. Ôi nó hết nước rồi, nó hết nước rồi. Wow, hết nước rồi, nguy hiểm quá. Đó, đầy nước rồi đó. Ôi hình như cây nó héo hay sao các bạn ơi. Hình như cây nó héo hay sao á. Hình như nó hết nước, nó vàng nè mấy bạn. Wow. Cái cây này là có trái rồi. Mình sẽ xây dựng một bãi farm. Bãi farming. Bây giờ chúng ta cần kiếm một cây đúng là cái cuốc kim đây. Cái cuốc kim 45% được á. Mình chỉ đi đi lượm mấy cái thu hoạch hết cái mấy cái khoáng sản ở trên cái đảo này. Mình nghe tiếng cá mập ta. Ok trời. Bây giờ tối quá, không đi lượm được mấy bạn ơi. Để mình phải vô mà lấy cái đèn pin, đúng rồi. Mình lấy cái đèn pin rồi mình thả xuống nước rồi mình thu hoạch ha. Hôm nay làm việc sáng đêm luôn. Đó. Mình lấy cái này mình xuống nước mình thu hoạch mấy cục đó. Mình tính là phải farm hết mấy cục này. Ây da, kẹt luôn ơi. Đấy. Chặt hết đi. Sao chặt cái tiếng nó nhỏ quá ta. Ê, thở. Wow. Rồi, ok, xuống tiếp nào. Rồi. Lượm này lên. Đó, lượm 1 2 3 4. Ơi thở cái đó. Trời đang rất là tối. Rồi ok xuống. Ơi, gì mà ít vậy? Mất tiêu rồi. Máy cục có đâu hết rồi? Còn nữa, ok, để mình thở đó. Mình phải farm hết mấy cái này để mình mới xây nhà. Một căn nhà mới thật tuyệt đẹp được các bạn ơi. Mẹ nó mất hết rồi ta ơi, chặt cái mớ. Bay hết mấy cục rồi, hình như hai cục rồi sao. Còn hai cục nữa, văng đâu mất tiêu rồi. Ơi, coi chừng trúng độc. Ok, thôi được rồi, đi lên đi. Mới có xíu mà thở như trâu. Đó, cá mập quá trời đúng rồi, thấy không? Mình là mình giết cá mập không à. 4-5 cục ấy. Mình sẽ kiếm mấy cục đá đó mình farm hết. Kệ nó, tối đêm gì cứ đi làm việc. Làm việc hết công suất.
thấy ta. To quá. Cái telephone vì sao nó rẻ rẻ ta. Ok, chắc được rồi đó. À, mình chỉnh cái tai nghe tí. Sao mình nghe nó rè rè. Không có vậy ta. Thôi, tha tôi đi. Con cá đó có độc mấy bạn ơi. Ok, chắc ở đây nó hết rồi. Rồi, mình đang bị lạc trôi ở đâu ơi. Mấy cái vùng hình như còn cá hay sao á. Mình cố gắng farm hết mấy cục đó để mình qua đảo khác mình chơi ha. Ở ngoài đây là biển sâu rồi các bạn ơi, không nên xuống đâu. Xuống rất là nguy hiểm. Trái dừa. Hôm bữa mình bị con cá mập kéo chân ở đây nè. Ok, kiếm tiếp nào. Ít cái đó quá thì không có thể nào mà để đi xa được, farm thật nhiều vô. Dưới đây hình như mình dùng hết rồi phải không ta? Ban đêm tối quá mình không thấy gì hết. Nó hạn chế tầm nhìn cực kỳ luôn á, mình chui xuống biển là tới thui à. Mình nếu bơi giờ còn thấy hơn á. Ok, cán cố gắng kiếm thêm mà nguyên liệu để mình xây nhà bên cái chỗ đảo mới, lỡ cái gì mà mình đi phiêu lưu đồ mình bị kẹt thì mình có chỗ mà mình tá túc. Mẹ, trên đây tối quá các bạn ơi, thôi ghê quá, lên đi. Trên đây tối quá. Ở trên nhìn xuống thấy dễ hơn á. Hình như mấy cục đất sét mình farm muốn hết rồi sao á. Chẳng thấy còn chỗ nào có nữa. Chỗ này là hết đất sét rồi. Chắc hết đất sét rồi các bạn ơi. Hết đất sét rồi. Mình tính pha một tí đất sét cho nó đủ bộ mà giờ là tới đây là nó hết trơn. Ui cá đuối kìa. Rồi ở ngoài đây là cái khu vực, ngoài đây là biển sâu lắm. Biển sâu thẳm luôn á. Ê mẹ ơi. Đánh vậy sợ mất vũ khí nữa thôi bỏ đi. Rồi ngoài đây cá đuối khá là nhiều ha. Mà nhưng ở ngoài đây nguy hiểm quá, mình sợ ra ngoài đó lắm. Ra ngoài đó dễ chết lắm. Ở sống trong đây em ái hơn, mắc gì phải ra ngoài đó chi cho nó mệt. Có vẻ như là đất sét trên đảo này chúng ta mình hình như mình thu hoạch cạn kiệt rồi. Cái nguồn đất sét nó không thể ra nào nhiều như là cái nguồn trên đây nữa. Rất là ổn nha. Không có đất sét thì khó làm nhà đó. Chắc phải làm cái nền khác thôi. Rồi cái trên này mình làm đất sét nó đẹp. Cái nền này là quá chất rồi. Làm cái nền này chất quá chất. Còn cái nền kia để mình coi thử coi. Cái này không phải. Story có hai cái rồi. Tiếp tục building. Đây. Rồi gỗ thì nó rất là cùi các bạn ơi. Gỗ nó rất là cùi luôn nhìn nè. Nó sơ sài cực kỳ luôn. Còn cái này thì nhìn full luôn á. Đúng full luôn. Ba cục mới được một cái thì đâu cho mình đủ cái đất sét mà mình làm trời. Để mình lượm lên hết coi. À đừng phải đúng hướng thì nó mới làm được đồ các bạn ơi. À, khó thế.
thiệt chứ. Gì mà khó trời. Gì kỳ á. Chưa nó đứng nó bị sai nè. À đứng đây được nè. Nó mới lượm được mấy cục mà nó muốn hết rồi. Mình không biết mà làm được mấy cục nữa đây. Chắc hết rồi. Hết trơn rồi. Ok. Bỏ vô nhà. Ồ mình mới bị ho. Để mình sẽ lượm này vô ha. Có mấy cục à trời. Tổng cộng trong đây là mấy khối vậy trời. Đi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ma đêm hồi lé luôn mắt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 khối à. 13 khối mà trong khi mình làm một cái nền nó tốn 3 khối rồi. Nè mấy bạn thấy không, 16 khối mới được một cái nền mà phải 4 khối mới được cái nền, mà cái nền này nó cực kỳ mắc luôn. 3 khối nó cũng khác gì cái nền kia đâu, mà đến phải là mình làm cái cục này thì nói chung mình rất là tốn luôn. Vậy là mình nghĩ là mình làm cái nền này là cái nền nền gỗ đi, còn cái kia lên trên mình sẽ làm tường với là mấy ngói. Không thể nào làm cái nền mà nền xịn được. Cái nền xịn là nó thiệt chứ tốn kinh tởm luôn. Ok mình sẽ đi đi farm thử đi lượm gỗ ha. Đó, vũ khí để đây đi, dừa. Cái khu vực để dừa đâu rồi, mình sẽ để dừa ở đây. Cái này để đây luôn. Cái đèn ok vậy thôi. Mình sẽ đi lượm hết gỗ trên đảo này, tại vì nó cần rất là nhiều gỗ mới được rất là nhiều gỗ mới được một căn nhà. 3 cái. Chúng ta đi vô khu phế thải gỗ. Khu phế thải gỗ nằm chỗ nào ta? Đây rồi. Ôi mẹ ơi, có 2 cục à. Bởi nhiều lắm mà ta, sau này hết rồi ta. Chắc có vẻ là mình cũng xài hết gỗ rồi luôn à. Gỗ cũng hết luôn rồi. Chẳng lẽ nhà tôn, trời, thấy tôn là nhiều nhất rồi đó, gỗ nó cũng hết luôn rồi. Không thì mình phải farm, farm thì chặt cây rất là cực. Ok, làm tôn. Tôn mình thấy nhiều nhất rồi. Ê, trên đây còn gỗ. Ôi, trên đây gỗ nhiều quá, thôi dùng tôn đi. Tôn hả, dục lại chỗ này đi. Rồi nó bay kìa. Mình sẽ lượm hết gỗ coi được bao nhiêu cái. Bộ cũng full rồi đó, gỗ cũng hết rồi, chỉ có khu vực trên đồi này còn một cái mà nó cũng muốn hết rồi. Để mình coi còn cái nào nó không, mình cần rất là nhiều gỗ để mình làm cái nền nhà thật là rộng lớn luôn. Rồi chỗ này cũng hết rồi, còn mấy tôn mấy tẹo không à, mấy tôn nhiều kinh tởm.
mà gỗ muốn hết rồi. Bây giờ là 1 giờ sáng, nước gần hết. Gỗ bên đây hình như còn mấy cái nữa sao? Hay là làm nhà trên đây ta? Đây đúng rồi, còn mấy cái nè. Làm nhà trên đây thì nó hơi cực á. Nếu làm nhà trên đây thì mình không biết có đủ diện tích để mình làm không. Và giờ nếu đi ra đảo khác thì tốn khá là nhiều chi phí vận hành, vận chuyển. Rồi, chúng ta có đi mai đi tham quan đi. Còn cái này cứ để từ từ xây. Đây là bãi gỗ. Dục từ từ thôi mấy bạn, dục mạnh quá nó văng á. Đây là bãi phế liệu gỗ của mình. Đó, đèn pin. Wow, nhìn cũng khá là thứ dữ luôn. Đấy, để đây. Bây giờ mà chuyển nhà đi cũng hơi căng, hơi khó các bạn. Nó xa, kinh tởm xa. Chúng ta nên đi giết cá mập giải trí có vui hơn. Rồi, để mình qua mình rắp thịt ba con cá mập nha. Để làm thử thách giết cá mập. Chứ qua đảo mới hay hay hiệu quạnh quá. Qua đảo mới để mình mai tham quan thôi. Chứ mà nghĩ mà đi ra đảo mới hết luôn thì mệt lắm. Cái này cứ róc da đi, nay mình róc da mình farm da. 2 miếng da. 3 miếng da, rồi ok, nó hết da đó. Nó sẽ ra con mới cho các bạn coi. Rồi con này là hết da rồi. Rồi xịt máu bạn thấy không? Cái này đang tối tối nha. Hết thịt luôn rồi. Ok, mình sẽ lưu game một cái rồi nó sẽ tự ra cái con mới thôi. Rồi giờ chúng ta là 2 giờ sáng đúng rồi. Giờ mình sẽ đi thoát ra vô lại và đi ngủ. Ok. Mình thoát ra vô lại để chú ý cho cá mập nó hồi sinh thôi. Mình sẽ giết ba con cá mập hổ. Tập này giết ba cá mập hổ là mấy bạn sẽ thấy trên bờ biển của mình là xác cá mập lây láng luôn á, lây láng và lênh láng, liếm láp lộn. Liếm lát lùm lum. Nói tàn là chữ L. Đó. Rồi, chúng ta sẽ đi uống nước nè, đi uống nước chắc chắn là uống nước rồi. Ê quên, trời tự phá cửa rồi. Với lại nấu đồ ăn. Nấu đồ ăn thì phải bỏ củi vô mới nướng được thịt. Thôi, đồ ăn từ từ đi, đi uống nước trước đã. 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5. Rồi ok. 3 miếng da hả? Đi qua đổi đổi cái đổi bó dây liền. 1 2 3. Ok. Cất nhà kho. Ôi, hết hết dây cũng thiệt cái chứ. Thôi kho ở đây đi. Đó, bên đây là mấy cái đồ nhà kho, đồ các kiểu mình sẽ dục dồn cho đây hết đồ đạc. Bây giờ thì mình sẽ đi ngủ ha. Đi ngủ để cho cá mập ra. Hình như đi ngủ cho cá mập ra hay sao? Sleep đi. Ngủ rất là tốn nước các bạn. Thấy chưa, các bạn thấy không? Tốn quá trời luôn. Wow. Ta kiểm tra coi. Ở ngủ phải tới 12 giờ sáng luôn rồi, tiêu rồi. 12 giờ trưa luôn rồi. Ngủ kiểu này không ổn rồi. Có mập đâu? Sao mình không thấy con nào ta? Thường thì mình giết nó sẽ ra con mới mà ta. Không thấy luôn ông ơi.
kỳ vậy ta? Sai sai hả? Sai anh róc da mày luôn. Đó giờ mình thoát ra lưu lại, thoát ra vô lại coi. Kỳ kỳ ta, hay do cái giường đó nó không tác dụng đó. Mình nhớ mấy tập trước mình làm vậy là cá mập ra đông lắm luôn á. Thấy hơi kỳ nha. Tập này mình làm cho ra cá mập nhiều nhiều mình săn mới đã. 3-4 con một lần chơi mới sướng. Nếu bắt quá nó không qua mình sẽ giết hết cá mập luôn, cho nó ra con mới giết cái đã. Rồi đó, đi kiểm tra coi. Có không? Không có đâu ta ơi. Mấy tập trước mình nhớ có mà ta. Cái tập này không có trời. Ok. Nếu đã thích chơi chọi, thích làm ông nội thì mình sẽ thịt hết tụi nó luôn. Lấy cái thùng này lên đựng đồ, làm cái kệ tủ. Đựng đồ, đựng đồ, đựng đồ, đi qua nhà mới đi. Mở cửa ra. À quên, đây lượm được mà. Sao phải khổ. Đúng rồi, đây đây. Lật xuống ông nội. Đó, xịt qua chút nữa. Cái này xịt qua chút nữa. Đó. Rồi, được bó dây luôn, ngon. À, cất cái gì ở đây? Có gì cất đâu. À, lấy cất mấy cái này, cất mấy cái băng gạc vô. Đó, cất băng gạc vô. Búa, vậy thì mày lấy ra đi. Cái đó là không cần thiết. Mình sẽ cất vitamin vô. À, quên. À, có cất cho nó gọn gọn chút thôi chứ cũng chẳng gọn mấy đâu. Mình là chơi vừa bộn mà. À, cái này hả? À, cái này để bên đây. Rồi tập này chủ yếu quấn cá mập cho đã người. Mình giờ mình giết hết cá mập mình lưu lại mình thoát ra. Cặp mập nào thì chết. Ok. Thật hết luôn. Gross. Rồi cho mày biến mất luôn. Này thì cá mập. Ôi thịt nhiều vậy. Rồi. Giết hết luôn. Coi tập này mình giết nổi 3 con không. Rồi, rồi chuẩn bị là cá mập nó qua nó tìm mình rồi đó. Lưu lại nha. Kho thịt này giờ để đâu mới căng nè. Chắc là làm cái thịt nướng ở đây quá. Đó, bít tết chồng. Ôi trời, một nồi bít tết luôn. What the fuck. Hay đó. Được rồi, bây giờ chúng ta lưu game và thoát ra. Để cho cá mập nó ra lẹ thôi. Rồi mình sẽ giết hết cá mập một lần nữa. Chủ yếu lấy da là chủ yếu. Tèn 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 tèn. Cá mập hả bưởi. Đấy. Cá mập đâu? Ra đây anh bảo. Mình sống tới ngày nhiêu rồi? Ngày 15 rồi. Nước và thức ăn cũng hết.
Sao không thấy con cá mập nữa hết vậy? Game lỗi vậy ta? Mấy ngày này không vô chơi là cá mập nó sợ rồi. Chắc cá mập chết đói hết rồi các bạn ơi. Không thấy đâu hết. Nó chuyển khu sinh tồn qua chỗ khác rồi. Y có trái ra kìa, có trái cây ra kìa. Mình thả nó ra rồi nó có qua đây không ta? Rõ ràng là phải qua đây chứ. Oh, no. Thì sao lại không có con cá mập nào hết vậy? Tụi nó trốn đâu rồi trời. Ok rồi thôi đi, mình đi làm thức ăn mình ăn cái đó. Đói quá rồi. Que này là đủ cho chúng ta nhóm một bếp lửa. Thôi em này ăn thịt nướng không ăn thịt ung khói nữa. Ăn thịt ung khói quá khói đầu luôn. Ủa cái này full rồi ta. Bó dây đâu rồi? À đây rồi. Cháy lên đi. Cháy lên đi lửa trên cao nguyên. Đó. Wow. Nướng nguyên một chồng thịt bít tết. Ờ nhìn đúng đã luôn các bạn ơi. Nhìn đúng đã luôn á. Đi săn chim luôn. Này chơi chơi bến đi mình. Bây giờ cuộc sống là thoải mái rồi. Chơi phải bắt đầu sống cuộc sống thoải mái. Đi bắn chim một đàn về luôn. Bắn chim săn bắt hái lượm. Ở chết cha rồi. Một con không nói nhiều. Bán này hơi khó nha. Bắn này khó quá à. Chết rồi mình phí hai mũi tên à. Không mình phải bắn vậy nè. Đó có gì mình lên mình lượm lại. Ok hai con ghê trời. À mình vui nha, mình làm cái khái niệm bắt chim. Làm tập này là bắn chim cho các bạn coi. Ngu dữ ta nãy giờ bắn vậy là trúng rồi. Học qua, học qua, học qua. Ok, lên lượm lại thôi. Gì, nãy tôi bắn 4 cây lần mà giờ lượm được có 2 cây mới vậy trời. Ôi trời, nhảy vẫn mất máu nữa. Bắn lại nha. Học rồi, học rồi. À, bắn khó quá. Mày bắn gì thánh vậy? Mấy bạn thấy mình bắn chim ghê không? Bắn 3 con luôn rồi đó. Mình bắn hết cả đàn cho các bạn coi. Đó, 3 con chim. Tập này là tập săn chim đại pháp. Hụt hụt thôi. Có nhiều trò chơi quá ta. Chỉ bằng 2 mũi tên. Rồi, trời tối rồi. Từ từ. Mình sẽ đón cái hướng tụi nó bay qua. Mày hụt hết rồi. Khó rồi. Nó bay cái góc này không bắn được.
Mẹ bắn kinh trời. Kinh này trời. Holy. Bốn con chim luôn. Bắn y như là hậu vệ mặt trời á. Đấy, đơn giản như đang giỡn. Đấy, ghê không? Bốn con, ráng một con luôn nè. Đâu hết rồi? Đâu hết rồi? Rồi, tối rồi, đi hết rồi, ok. Bốn con hải âu. Quá bá đạo luôn các bạn ơi. Một chồng bít tết bắt bốn con chim, bốn con trim. Wow, các bạn thấy thịt đã không? Biết giờ mới chín nổi, thịt tàn thịt cá mập không mà mình chơi sang mà. Ghê vãi tèo. Ủa con cung nè. Ôi, Arao mình còn mũi tên mà. Trời, nãy mình bắn hay thì cái chứ. Ôi, đói rồi, chưa có thịt ăn nữa. Lâu quá, cho tôi thịt ăn coi nào, mai tôi đi bắn chim. Hết đất luôn. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, xuống. Rồi, chín. Chuẩn bị tan nè. Ý, đậu xanh. Trời ơi, thịt gì mà đang nướng mà. Là một chồng tưởng dễ lắm mà. Gì mà gớp một phát không chừa, không để mặt ai luôn vậy. Trời ơi, sếp muốn cực luôn mới được chồng đó. Đấy. No. Đừng, ok. Trời ơi, bữa tiệc cũng soạn. Cúc ơi, ăn thôi. Wow, quá đã. Một con miếng nhỏ đâu rồi, miếng nhỏ rớt hoài trời. Nướng chưa được nữa. Lửa không tới hả ta? Ăn một miếng nữa nào. Đó. Ôi, giờ là châm châu luôn rồi. Thôi được rồi, đi ngủ. Mình đi ngủ cái mình lưu game. Đó. Chúng ta không sống ban đêm nữa. Bây giờ là chúng ta thoải mái con gà mái à. Lưu. Ok. Trời, mấy bạn thấy không, ngủ mỗi lần ngủ là nó tốn cái kia kinh hồn luôn, kinh tốn nước á. Thịt của mình chín hết rồi, hình như cá mập ra rồi đó. Mình cảm giác là cá mập nó ra rồi đó. Từ từ đi uống nước đó, chán thiệt chứ, ngủ một cái là nước nó tốn như trâu. Mai để bắn hạt nữa. Hê, alo, bắn mấy con hải âu chứ. Ồ, bốn con luôn, ghê chứ, nó bay không chứ, nó đâu có đậu khỉ đâu. Mình bắn rụng rốn hết luôn. Ê, mấy bạn thấy con đom đóm bay không? Mình thấy kỳ kỳ ta, cá mập cũng hết trơn rồi. Cá mập cũng hết trơn rồi mà giờ sao cá mập nó không ra nữa ta? Nó sợ mình rồi. Thấy mình săn cá mập, nó kêu thằng này nó săn cá mập thuộc dạng bá con đạo rồi, nên hạn chế tiếp xúc. À, mà đã thấy một bầy chim. Ok. Này à, chơi chính sách mới bắn chim đã hơn. Khá là vui. Đó, ngon lành. Có cung đồ đầy đủ các kiểu mà bắn chim thôi. Mình sẽ coi nó đi về hướng nào. À, về hướng này à. Tụi mày sẽ rụng rốn hết. Ồ, mấy bạn thấy không,
cầm cung chạy ghê không? Cung thủ đầu chọc. Đúng rồi, tụi cưng bay về hướng nào? Sao tụi này nó bay cái hướng độc chiêu rồi trời? Bay luôn à? Đảo xem nào. Đâu hết rồi? À khó ta, nó bay quanh đảo không các bạn ơi. Bay quanh đảo kiểu này thì khó mình rồi. Sao mình bắn tụi nó được? Chắc đợi phải hoàng hôn lên tụi nó mới đậu á. Không, cao gì là mình không thể nào bắn được rồi. Cao gì bắn là mất luôn mũi tên đó. Để mình coi là mũi tên nó có tốn không. Ui, mũi tên tốn đá quá trời luôn nè, đâu phải giỡn. À đúng rồi, tụi mày phải bay về là đậu tập ngay cái cây hồi nãy để tao bắn cho nó đã. Tụi mày khôn vậy. Không thèm vô luôn các bạn ơi. Mấy con này nguy hiểm thiệt chứ. Toàn là đồ cất heo không à. Toàn đồ củ chuối không. Quá là củ chuối. Rồi ok, đi về thôi. Tụi mày bay vô đây đi, tao bắn cho đã mà. Tụi mày biết bao giờ tụi nó mới vô mà bắn. Giờ mình cứ đi làm việc thôi. Chặt hết dừa về, phát về nhà. Chặt hết dừa nghe cũng có lý á. Mình sẽ chặt dừa. Mình sẽ chặt dừa. Làm một mớ gỗ. Vì cái cây này bị sẹo rồi mà chẳng rớt nữa à. Trâu ghê, mấy cây dừa này cứng lắm. Chặt tới sang năm. À chắc mình phải nên làm cái đồ chặt rìu. Nó ngon hơn cây này ha. Cây này chặt cây. À lộn, làm cái rìu chặt dừa, chặt gỗ nó ngon hơn. Hình như cây này chặt yếu hơn các bạn. Cái gì? Mới làm có một phát mà đã dày rồi. Đấy. Cái nào dục được trời. Thôi vác gỗ gì luôn đi. Mấy cái dừa lùn này không cần thiết. Chắc chúng ta đi qua đảo mới kiếm thêm mớ đồ về đảo này cho chúng ta sống mà. Chứ qua đảo mới xây nhà thì mình thấy nó không có hay. Mình xây ở đây, mình sống ở đây nhiều. Mình ở đây mình làm chứ đem đi chi. Mình thấy vậy đúng hơn. Tụi hai âu này là nó không biết nó rình gì cho đó. À cây này ngã thôi chưa rớt. Trời dễ, mình tưởng nó rớt rồi. Đậu xanh. Lừa anh hả mày. Lừa hả mày. Lừa hả mày. Lừa mày. Tập này chán quá, không có cá mập mấy bạn ơi. Thôi tập này mình chủ đề chính của mình là bắn chim ăn. Bắn chim nướng. Chim nướng mình có thịt ăn, chứ mình ăn thịt cá hoài cũng mệt lắm. Là lâu đợi khẩu vị một chút ha. Đó. 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 Wow, cái này dài ghê luôn á. Mắt dài. Rồi. Đó, đây là bãi gỗ của mình. Đấy, bỏ xuống đây. Rồi, sống ngày 16. Cứ hù. Mình đây là mình không có sợ mấy cái này đâu. Chẳng có gì phải sợ cả. Có lưu các kiểu mà sợ cái gì. Đây là ngán thịt chim. À lộn, ngán thịt cá đổi sang thịt chim khẩu vị mới. Đó, à, mấy bạn thấy không? Chim chóc đồ nhóc. Tí nó đem lên nồi.
nướng hết. Cái gì vậy, không cho tôi vắt à? Đấy. Ai bắn chim trình độ như mà nào, bắn quá bá đạo luôn. Cái này bị lắc nhìn vui trời. Nhìn lắc ở dưới nước kìa, trong veo luôn. Ôi, chứ đâu mà xuống đây đâu có trong ở đâu. Khó, chim bay vậy là khó bắt cực kỳ luôn. Thôi để mình qua mình lượm cái thùng. À, nó tọt lọt xuống đây luôn chứ vãi thiệt. Rồi, lượm mấy cái thùng nó cũng được. Lượm về luôn. Lượm mấy cái thùng này đi, đôi khi mình qua đảo khác mình lượm đồ về cũng được. Đó, để mình bãi phế thải. Mấy con trim này nó không bay qua chỗ kia sao mình bắt được ta? Có cách rồi. Mình chơi cách lớn. À, tụi mày hay lắm. À, nó bay về mà bắn được thì cái thánh thần luôn á. Bay như én nè. Vậy sao bắn trúng được? Thử coi, thử tài thiện xạ. Ơi mẹ ơi, chưa kịp dứt. Nó né ghê quá. Một đứa. Ơi hụt và gãy cây luôn rồi. Ý khó quá các bạn ơi, máy hết cung rồi. Ngon lành. Ha ha, sản phẩm mới. Ơi ơi, cá kiếm, cá kiếm ngon vậy, đâu ra ngon vậy? Một em, hai em, ba em. Bắn vậy cũng có lý hơn á, đằng nào cũng bắn được. Mấy cái cung của mình bay đây đâu vậy ta, chắc gãy rồi. Ủa đâu rồi? À, tụi nó chuyển qua bên kia. Bị chết nhiều quá, tụi nó chuyển qua bên kia. Được rồi. Bình tĩnh nào. Ủa con chim đâu rồi? Trim. Con chim này khó bắt cấp thiệt cái chứ. Hay lắm. Tụi mày chuyển khu à, mình săn được một con nó sợ quá, nó chuyển qua khu khác các bạn. Đâu có dễ. Mình đang săn chim mà bắn trúng là hơi bị đã. Tuyệt vời. Rồi, tụi này khôn rồi. Ra hẳn khu vực này. Mình bắn một cái là mình mất mũi tên luôn á. Khôn quá. Rồi để mình đi kiểm tra cá mập đi. Thôi được rồi, tập này mình làm 5 con chim hải âu được rồi. Chứ mà bắn nhiều quá chắc tụi nó bỏ nhà đi luôn á. Na 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 na. Ấy còn mũi tên này, à này là CB gun. Ấy da lộn dừa rồi, để chỗ này chứ. Đấy, dừa, khu dừa là để dành riêng cho khu dừa. Rồi, nó chuyển khu. Hay lắm, đi qua chỗ này, đúng rồi, đây, bay về hướng này đi. Rồi. Vậy thôi mình săn hết luôn các bạn ơi. 7 mũi tên là 8 mũi tên, được lắm, hay lắm. Hay lắm, anh là anh chờ tới cái thời điểm này mấy giờ đây? 12 giờ trưa. Nó bay hướng nào đó? À, hướng mày biển vô, mình phải bắn vô. Bắn vô mới rụng nhiều em. Ê, từ từ hụt rồi. Ê, trời ơi, vậy mà hụt.
Má nó bắn khó thiệt. Cái chỗ này nó khó bắn quá. Chúng không? Trời ơi, với mà hụt kìa. Hụt hết rồi. Phải tèo thiệt chứ. Bọn nó bay góc khùng quá. Nó lượm lại mũi tên bắn tiếp. Rồi xuống, 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 xuống. Lại, 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 lại. Một em. Nhanh quá, nhanh quá. Trời ơi, nhanh quá. Ơi, vậy mà hụt kìa. Ui. Ui. Trời ơi, hụt hết rồi, trúng đường game rồi. Một em tạm bợ. Bắn chim chỉ thế này các bạn ơi. À, các bạn nhìn cung tên của mình. Lẹ đi, hết giờ tụi nó đi á. Lẹ 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 lẹ. Quá đã, quá đã. Ý, chết rồi, hụt rồi. À, vậy mà hụt kìa. Bắn ẩu quá. Ý. Một em rụng. 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 À, chắc bữa sau mình sẽ làm chắc 50 mũi tên đó, bắn cho nó đã. Rụng rớt chỉ kia đúng không? Xuống lấy thôi đơn giản. Rồi. Bắn tiếp nè. Mình khoái cái trò này ghê luôn. Trò bắn bắn chim quá đã luôn. Không rồi, không rồi. À, nó bay góc này khó bắn thiệt. Một con nữa nào. Một con nữa. Trời hụt rồi. Thôi được rồi. Video này mình quay tới đây thôi ha. Bắn nảy nản quá. Hụt hoài. Tới 50 phút rồi mấy bạn ơi. Để mình còn up lên nữa chứ. Chứ bắn mà lâu quá. Mất công. Học hỏi up luôn. Hy vọng mà các bạn thích tập này ha. Tập này nói chung không có cá mập. Chỉ có chim trời á. Mà bắt chim trời không phải là cái dễ dàng. Nó đang bay mà một em rụng. Hai em rụng hay quá, khúc cuối là dữ á. Sượt cánh luôn. Một con nữa nào, hay quá. Quá hay cho Kim Quan. Các bạn thấy hay thì đừng quên một like cho clip này. Yeah, bắn rụng rốn quá trời luôn. Ba em lận mà, nãy mình nhớ ba em lận. Không, em này là em đầu tiên rồi, mình mới bắn được cái ba em mà. Rớt đâu rồi ta? Ủa rớt đâu rồi hàng? Mình nhớ còn một con nữa các bạn ơi. Hơi lạ đó nha. Còn một con nữa cơ. Mấy bắn ba con liên tục mà. What the fuck? À đây nè, đây nè, đây nè, đây nè. Dễ vậy mày trốn được anh tính hết rồi. Hay quá, bắn phát nữa đi, bắn phát nữa đi. Ghiền quá các bạn ơi. Chơi trò này ghiền quá. Hơi bị ghiền luôn á. Bắn cái này mấy bạn thấy đã lắm. Ơi da hụt rồi. Một em gớt đây, ok. Hụt. Trời ơi. Canh chuẩn nhưng mà hụt. Rồi. Thôi được rồi. Mình sẽ dừng clip lại nha. Được rồi. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Thành tích cũng không phải đến nỗi tệ. Mà cũng không phải đến nỗi hay.
Rồi chúng ta 4-7 con, 7 con ở nhà, 4 con đó mình có ai săn chim như mình chưa? Quá sáng tạo luôn. Ở nhà 4 con. Ủa 4 con mà đứa nào ăn trộm mất con của mình rồi. Ủa mình nhớ 4 con mà. Một, à đúng rồi nè. Đó. Wow, các bạn nhìn nè. Chim biển của mình săn nè. Ơi, trời ơi. Được rồi, chào các bạn nha. Chúc các bạn xem video vui vẻ nha. Đừng quên một like và subscribe ủng hộ mình nha. Chào các bạn nha. Bye bye.